Theo ghi nhận của Vietnamnet, sáng ngày 13 tháng 7, siêu thị Imart Gò Vấp số 366 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn cho khách hàng và phòng chống dịch bệnh. Siêu thị đã tổ chức lấy mẫu cho nhân viên. Cổng siêu thị Imart đóng kín, phía trước có dán thông báo tạm thời siêu thị đóng cửa, chỉ nhân viên và shipper có phận sự mới được vào trong. Các nhân viên bảo vệ đứng trước cổng ít phút lại đọc thông báo tạm ngừng hoạt động. Rất nhiều người dân chưa nhận được thông tin, đến siêu thị mua đồ mới vỡ lẽ nên đành quay xe ra về, lựa xe đến siêu thị ngày một đông. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ đã mau chóng ngăn lại. Dù rất hoang mang trước thông tin đóng cửa siêu thị, nhưng người dân đều hợp tác với lực lượng chức năng. Siêu thị Imart có diện tích sử dụng khoảng 11.900 m². Trong thời gian nhiều chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa, đây là một trong những siêu thị được nhiều người dân lựa chọn để mua sắm hàng hóa, lương thực, thực phẩm. Trước đó, tối ngày 12 tháng 7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin dịch COVID-19, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 68 chợ truyền thống ở thành phố đang hoạt động, còn 169 chợ bao gồm 3 chợ đầu mối và 4 siêu thị tạm dừng hoạt động. Trong ngày mùng 6, mùng 7 tháng 7, khi các chợ đầu mối lớn và siêu thị tạm dừng hoạt động, nhiều người dân lo sợ thực phẩm tăng giá đã ồ ạt đến các siêu thị mua hàng dự trữ, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ, mất an toàn trong công tác phòng dịch. Trong 1-2 ngày tới, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét cho mở cửa trở lại một phần chợ đầu mối Thủ Đức trên cơ sở đánh giá các điều kiện phòng chống dịch tại chợ này. Với chợ đầu mối Hóc Môn, Sở đã nhận được phương án của ban quản lý chợ nhưng chưa được thống nhất hoàn toàn vì còn chờ Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phê duyệt. Riêng chợ đầu mối Bình Điền do nằm trong khu phong tỏa nên chưa thể mở cửa trở lại. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 7 đến 6 giờ ngày 13 tháng 7, thành phố đã ghi nhận thêm 365 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố đã có hơn 15.000 trường hợp mắc COVID-19.